Xin chào, mình là Phạm Hồng Phước và video 360 độ mà các bạn đang xem được quay hình bởi một thiết bị vô cùng đặc biệt. Và thiết bị này sẽ giúp chúng ta chiêm ngưỡng khung cảnh 360 độ với một góc nhìn vô cùng sống động và trọn vẹn cảm xúc nhất. Và thiết bị này cũng sẽ đồng hành với lại đội thi của Phước tại cuộc thi Bắt Trọn Cảm Xúc. Và các bạn hãy cùng theo dõi và ủng hộ cho đội thi của Phước tại những chặng đua vô cùng gay cấn và thú vị tại cuộc thi Bắt Trọn Cảm Xúc nhé.